Rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Đây là một bài viết của tác giả Hoàng Thi đăng tải trên spyroom.com. Burnout, sức tàn lực kiệt từ công việc cho đến khát khao của chính mình. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung bài viết này nhé. Để đạt được những thành tựu to lớn, chúng ta thường phải bỏ ra những cái giá đắt tương đương. Mấy hôm trước, tôi có viết một chia sẻ lên trang cá nhân mình. Đại khái chia sẻ về việc bản thân đã đánh mất chính mình sau một khoảng thời gian cố bơi trong quãng nước xoáy của công việc, học tập và những khát khao thực sự của bản thân. Tôi không thể tìm thấy chính mình của những năm tháng trước kia, mà rõ ràng chỉ mới gần 2 tháng trước đây, bản thân vẫn là một đứa trẻ có năng lượng lấn át, lì lợm và rất quả quyết với thứ mình muốn làm. Ở mỗi một công việc mà tôi làm, dù là nhỏ hay lớn, tôi đều toàn tâm toàn ý cho việc phát triển và giá trị mà tôi có thể đóng góp và tạo ra. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của những ngày đã cũ. Tôi thấy mình bị thụt lùi, kiệt quệ, mệt mỏi, bế tắc và ức chế đến độ tưởng chừng như có một cái rổ sắt đang quay lấy tôi, khiến mọi thứ trở nên bí bách và khó chịu hơn bao giờ hết. Nhưng tôi lại không còn là tôi trước đây. Không phải cứ tức giận, không vừa ý, không hài lòng thì sẽ nói ra ngay lập tức. Tôi cũng lười nói về những vấn đề của bản thân, bao gồm việc nói ra những thứ tôi đang không thực sự hài lòng. Không phải vì tôi lãnh cảm hay trở nên vô tâm, tôi chỉ đơn giản là thấy mất thời gian cho việc phải đi thể hiện cho người khác hiểu mình đang khó chịu thế nào. Việc tự vấn bản thân, đặt hàng tá câu hỏi để tự đào sâu giải đáp, giải quyết rất nhiều những đầu công việc, học tập, chuyện chung lẫn chuyện riêng cũng đủ ngấu nghiến hết một ngày 24 giờ của tôi. Và tôi chợt thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình của trạng thái burnout, bùng cháy. Vậy chính xác, burnout là gì? Có rất nhiều định nghĩa của burnout mà cha đẻ của nó cho đến những người từng trải qua hay các tổ chức cộng đồng, khoa học đều chưa thể dứt khoát gọi rõ. Vào những năm 1970, nhà tâm lý học người Mỹ Herbert Fronenberg đã đưa ra khái niệm burnout, cháy sạch, để giải thích cho một thực tế rằng để đạt được những thành tựu to lớn, chúng ta thường phải bỏ ra những cái giá đắt tương đương. Cho đến năm 1999, ông đã định nghĩa lại rằng burnout là tình trạng không còn động lực để tiếp tục cố gắng, đặc biệt là khi những cố gắng trong quá khứ đã không đem lại kết quả như mong muốn. Bằng trải nghiệm của mình, từng nghỉ việc ở những tập đoàn truyền thông lớn và các cơ quan chuyên nghiệp khác, nhà văn Khải Đơn cho rằng burnout là trạng thái mà cứ sau một khoảng thời gian làm việc, bạn không còn động lực để cố gắng nữa, bạn kiệt sức trong sáng tạo. WHO định nghĩa burnout là hội chứng gây ra bởi căng thẳng mãn tính không kiểm soát được ở nơi làm việc. Người mắc hội chứng này sẽ có các đặc điểm như sau: cảm thấy cạn kiệt năng lượng hay kiệt sức, cảm thấy ngày càng xa cách về mặt tinh thần, tức cảm thấy tiêu cực, hoài nghi với công việc mình đang làm, và cuối cùng là hiệu quả chuyên môn giảm sút. Và cho dù nó là gì đi nữa, tự chung, burnout vẫn là trạng thái khó tránh khỏi những thế hệ căng thẳng vì phải đấu tranh mỗi ngày giữa không gian cá nhân và thời gian dành cho công việc. Đặc biệt nhất là thế hệ Millennials. Nó vừa là một vấn đề tinh thần, nhưng đâu đó vẫn là khía cạnh khác của dấu hiệu thương tổn về thể chất. Vậy dấu hiệu của burnout có rõ ràng không? Riêng trong trường hợp của tôi thì bùng cháy đến rất nhanh, rất rõ ràng và càng ngày càng biểu hiện theo cấp độ tăng dần. Những ngày đầu tiên, tôi mơ hồ suy nghĩ về việc làm sao để 24 giờ mỗi ngày trở thành 48 giờ, thậm chí là nhiều hơn. Mọi người đều nói rằng thức đêm liên tục sẽ không tốt, và chính tôi trong suốt những năm nay đã phải dùng sức khỏe của bản thân để đổi lấy việc hoàn thành tất cả mọi việc cho rất nhiều những vai trò mà mình đeo mang. Tham lam làm việc, tiếc nuối thời gian ăn uống, nghỉ ngơi của bản thân, chập chờn trong từng giấc ngủ, luôn gấp vội là những điều rất cơ bản dẫn đến mọi vấn đề. Những ngày tiếp theo, đó là một chuỗi, một vòng quay hối hả và khép kín. Tôi thức đến sáng, sáng đi học, đi làm đến tối mệt mới về, ăn ngủ chập chờn, thậm chí là bỏ qua hai việc này chỉ để ôm laptop một cách khiên cưỡng và làm việc gấp đôi. Cho đến khi ngã lưng ra thì đã là lúc kiệt quệ, báo thức liên tục
và lại đấu tranh tâm lý, vì nếu ngủ thêm 5 phút thì đó chắc chắn sẽ là 2 tiếng lỡ hơn. Nối vào những chuỗi ngày này là việc phải từ chối tất cả những lời rủ rê bạn bè, lược bớt những thói quen cà phê gặp bạn bè, ngày cuối tuần không có lấy một ngày nghỉ ngơi, không thể về quê, thậm chí đến việc mở điện thoại ra phải để xa ra một chút chờ tin nhắn reo cho hết mới mở ra và bắt đầu lựa để đọc. Có những tin nhắn từ gia đình, bạn bè thấy đó nhưng không rep nổi. Tới ngày mới lại được tin nhắn và trả lời một cách tử tế thì có lẽ tôi và họ đã lỡ mất rất nhiều câu chuyện rồi. Đến điểm cho mọi việc là khi phát hiện ra mình không còn là mình trước kia nữa. Như tôi đã nói ở phần đầu bài viết, bản thân là người rất rõ ràng và có phong cách riêng, có cái tôi mạnh nên tôi cực kỳ không thích việc phải thay đổi chính mình mà không vì mục đích tốt đẹp hơn hay tiến bộ hơn. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình và tự vấn nhiều hơn, mà cái cớ sự này khiến tôi thấy tồi tệ hơn rất nhiều so với việc bị áp lực từ công việc. Tôi không cảm nhận được giá trị của mình trong công việc, cũng không thấy những giá trị mà quá trình làm việc mang lại cho tôi, dù bản thân vẫn cố gắng đều đặn, mọi thứ vẫn chảy trôi bình thường. Riêng tôi không hề thấy hài lòng chút nào. Và rồi, what will be, burnout đã đến và cắm rễ trong cuộc đời tôi trong những ngày như thế. Hôm nay tới đây thôi, cách để vượt qua trạng thái cháy sạch này, tôi sẽ viết phần tiếp theo khi bản thân đã thực sự vượt qua nó. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có thể đăng nhập vào Spyroom để tìm đọc về bài viết này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại.